Hello anh em, phép lên cái con neo kim 22 triệu cho anh em tham khảo nha anh em. Cái con này hôm trường cũng có lên clip rồi, con này đúng ra anh em nên chốt anh em. Con này đúng ra là nhìn xe nó sạch xe, với cái chất xe nó zin như là cái xe mà tầm 2x lớn 3x của em bán. Đẹp dẹp 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 mấy cái neo, thấy không, đâu thua kém con neo này đâu. Nó chỉ có mỗi tốc độ thôi mà nó chậm chất lắm, chậm không có dòm ra được đâu nha anh em. Ốc dở tại quận này, ốc của nó đó tại này mình rửa nè, rửa ra trắng ra chậm đẹp lắm, chậm dòm cả mà cái ron chân nồng dòm không ra được. Xe này máy đỉnh lắm này nè, máy chắc lắm. Hôm mấy bữa anh em lên mua mấy chiếc quay y, mấy chiếc FI rồi đó, anh em lên gồ ra con này anh em còn phái mà. Cái hơi nữa nè, để cho nó qua xăng đó. Cái hơi máy nè, bao chắc luôn. Im ru á nè, mãi hết biết chắc không? Bạc sơn rồi, đi chân luôn. Xe này nó rin đến nỗi mà cái chân, mấy chân này nó chưa có bắn luôn nha. Cái hơi bô nổ phù phù phù, thùng xăng thùng bọng rồi rin hết. Xe này như là sơn được có mỗi cái cản sau đó. À, cái cẳng sau thì phải chịu, cẳng sau thì con nào cũng sơn đó. Cái máy đó cây sắt cho anh em nghe nè, cái chắc nhìn đó nè anh em, dòm mà tê không đó. Xe này anh em báo là máy giữa chưa có hạ đó nha anh em. Để cho anh em coi cốt. Anh em báo là máy giữa chưa hạ đó. Mà không biết sao. Mà cái máy im quá im. Đó, đúng là máy giữa chưa hạ nè nha anh em. Đây. Đó. Hạ là biết liền nha, nè có con chiên nồng nè. Đó. Cái nồng lơ mơ là không giật luôn nè, máy giữa chưa hạ là anh em coi nè, thấy không, chuẩn xe ghê lắm. Con này 22 triệu mua đi, tính ra nó bằng mấy con Alpha mới với mấy con Sirius mới. Bây giờ mà đi mua chờ 125 là máy đó nè, máy tuyệt vời lắm. Con này là hồ sơ đang về, nó chuẩn bị có rồi, đang rút năm bé ngày có hồ sơ, thấy không, ghi hết luôn. Đó, con này là chốt được á anh em, mua về xài trải nghiệm luôn chơi. Đó. Rồi anh em ha, anh em nào thấy phù hợp thì liên hệ cho phép nha anh em, xin cảm ơn.